Chào các bạn, chủ đề hôm nay mình muốn nói đến là những hiện tượng lạ trong quá trình hành thiền dưỡng sinh Dasiranarada hoặc là thiền trường sinh học. Thì xã hội ngày càng phát triển thì càng nhiều yếu tố căng thẳng, áp lực về công việc, gánh nặng gia đình, kinh tế và sức khỏe, từ đó nảy sinh các vấn đề về tâm lý. Có một số người tìm đến thiền để tĩnh tâm, vượt qua những căng thẳng, stress trong công việc. Cũng có người chọn thiền như một cách chữa lành những vết thương nơi tâm hồn. Và có người tìm đến thiền để có sức khỏe về tâm trí và thể trạng, giúp cho cơ thể được khỏe mạnh toàn diện. Phần lớn, những người đến các khóa thiền của nhóm mình đều là những người có bệnh từ nhẹ đến nặng, từ bệnh thể chất đến bệnh tâm lý, như đau nhức cơ thể, mệt mỏi, khó ngủ, ung thư, vân vân. Thì mình biết khi mà các bạn tìm đến các khóa học về thiền sức khỏe như vậy là các bạn đã trải qua cái thời gian chống chọi với bệnh tật và đã tốn rất nhiều chi phí cho căn bệnh của bản thân, nhưng vẫn không đạt được sức khỏe như ý các bạn muốn. Nên các bạn tìm đến với phương pháp thiền dưỡng sinh Dasiranarada như một cú cánh cuối cùng để vực dậy cái sức khỏe của bản thân mình. Có rất nhiều học viên đã đạt được điều mình muốn về sức khỏe, nhưng cũng có nhiều bạn chưa theo được phương pháp thiền dưỡng sinh này. Vì nhiều lý do, có thể là do các bạn chưa hiểu rõ về môn học, nên trong quá trình thiền tập tại nhà, có những hiện tượng lạ của thân và tâm xảy ra, làm cho các bạn lo lắng và không thiền tập được nữa. Thì sẽ rất là uổng phí khi các bạn đã bỏ thời gian đến lớp một tuần lễ để học mà lại không duy trì được lâu dài. Vì được khai mở luân xa là vốn quý của người thiền tập, nên không phải ai cũng có được điều đó. Nếu đã may mắn được học thì mình mong là các bạn nên trân trọng giữ gìn luân xa, đừng vì sự chưa hiểu rõ mà bỏ qua cơ hội may mắn của bản thân mình. Khi hành thiền dưỡng sinh, cơ thể bạn chắc chắn sẽ gặp khó khăn lúc ban đầu, bởi lẽ cơ thể bạn đã quen với việc vận động, đặc biệt là tay chân, theo cái nhịp sống hàng ngày. Vì vậy, việc khiến cơ thể đột ngột trở nên bất động sẽ rất là khó chịu. Nếu khó khăn về mặt thể chất là một, thì những khổ sở về mặt tinh thần còn đáng sợ hơn. Trong cuộc sống hàng ngày có quá nhiều thứ để bạn phải lo nghĩ, do đó việc đưa tâm trí về trạng thái tĩnh lặng là điều không hề dễ dàng. Dù trên thực tế chúng ta vẫn có thể đạt được trạng thái này trong lúc ngủ, việc đó gọi là thiền trong vô thức. Hôm nay mình sẽ chia sẻ rõ hơn về những tín hiệu hoặc những khó khăn trong quá trình hành thiền dưỡng sinh để các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp thiền dưỡng sinh Dasiranarada và luyện tập hiệu quả hơn. Thì những hiện tượng lạ khi hành thiền có lẽ là điều mà nhiều người hành thiền quan tâm nhất. Vì phần lớn là vì sợ ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình hành thiền, thì những hiện tượng này chủ yếu tác động đến thể chất rồi mới đến tinh thần của các bạn. Đầu tiên thì phải kể đến là tư thế thiền tập. Thì tư thế ngồi thiền sai cách sẽ gây áp lực lên những cơ quan trên cơ thể, từ đó làm cho tuần hoàn máu bị gián đoạn, khiến não giải phóng những hormone căng thẳng. Đó cũng là một phần khiến cho xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí họ còn mất khả năng kiểm soát bản thân. Thì có thể nói nguyên nhân chính phát sinh các hiện tượng này thường phát sinh từ tư thế ngồi chưa đúng. Phổ biến nhất là việc cơ thể chưa quen với việc ngồi bất động quá lâu trong tư thế ngồi bệt. Ảnh hưởng đầu tiên sẽ là vùng ngực. Theo đó, nếu mới bắt đầu và ngồi thiền trên 3 phút thì bạn sẽ có thể gặp những cái trường hợp ví dụ như là hơi thở dần trở nên khó khăn, lồng ngực thì có cảm giác là tê, hoặc là cảm giác này sẽ nặng hơn sau nhiều ngày và ít hơn, khiến bạn cảm thấy lo ngại, thậm chí là dừng thiền. Thì trên thực tế, lý do phát sinh từ việc bạn ngồi quá thẳng lưng, điều này khiến cho hơi thở khó lưu thông so với việc ngồi lưng của mình nó sẽ hơi trùng xuống, hoặc là nó sẽ thẳng, một trạng thái thẳng tự nhiên mà chúng ta không có ưỡn nó lên. Bởi vì khi mà mình ưỡn nó lên như vậy thì đó là mình đã cưỡng cầu cái điều đó và mình đã ép cho cơ thể mình nó phải thẳng như vậy, thì nó không có được thoải mái,
và sẽ làm cho cái hơi thở của các bạn đó sẽ di chuyển trong lồng ngực khó khăn hơn. Cho nên là các bạn chỉ nên là mình ngồi thẳng vừa phải và thẳng tự nhiên theo trạng thái lưng của mình là tốt nhất. Và cũng có thể là do cái kỹ thuật thiền của bạn chưa đúng. Vì khi mà chúng ta thiền thì chỉ quan sát hiện tượng thở tự nhiên của thân. Nhưng trong lúc quan sát thì bạn đã để tâm ý của bản thân điều khiển hơi thở của bạn. Nên bạn sẽ thấy hôm nay là sao mình thở nghe nó nặng nề và nó khó thở quá, là do bạn đã đưa ý vào cái việc thở tự nhiên của thân mình. Nên là bạn sẽ cảm thấy nó khó khăn trong cái vấn đề ngồi để mà quan sát mình thở. Thì với người mới, bạn có thể ngồi với cái vai mình hơi thấp và thả lỏng, lưng mình thẳng tự nhiên, không nên căng căng cơ và không ép sát khuỷu tay vào người. Thì mình ngồi sau đó cho cái cơ thể mình cảm thấy thoải mái và không có cái cảm giác là gồng khi mà hít vào. Thì thời gian ngồi thiền ban đầu nên ngắn, và sau đó thì chúng ta sẽ thiền dần dần và dài ra. Thì sau khi kết thúc thiền thì các bạn có thể xoa bóp các cơ trên cơ thể để cho máu huyết nó dễ dàng lưu thông. Thì nếu bạn là cái người khỏe mạnh và thân không có bệnh thì các bạn nên chọn cái tư thế kiết già hoặc là bán già để hành thiền, vì nó sẽ giúp cho bạn tỉnh táo và hành thiền được lâu. Và phải nhớ là khi thiền ra tư thế này thì các bạn cần có một cái gối nhỏ để mà mình kê cái mông mình lên. Thì cái việc có cái gối kê mông như vậy thì nó sẽ giữ cho cái lưng sống của bạn được thẳng. Khi mà mình thiền lâu thì nó sẽ không ảnh hưởng về lưng sống mình sau này. Còn nếu bạn là một người đang bị bệnh và cơ thể đang đau đớn do căn bệnh gây ra thì bạn nên chọn một cái tư thế hành thiền thoải mái hơn, không chèn ép lên vùng bị bệnh để bản thân có thể hành thiền được lâu hơn và hiệu quả hơn. Thì ví dụ như bạn đang bị bệnh, bạn có thể chọn một chiếc ghế và bạn ngồi thả chân xuống thoải mái. Hoặc nếu như lưng của bạn đang có vấn đề, đang có bệnh về sống lưng thì bạn có thể là chọn một cái ghế mà có điểm tựa phía sau, để khi mà chúng ta cảm thấy mỏi thì các bạn có thể tựa nhẹ vào cái thành ghế vẫn được nha. Thì một trường hợp khác cũng thường gặp là khi đang ngồi thiền mà bạn bị lôi cuốn bởi một số vấn đề nào đó và cứ trôi theo cái suy nghĩ không dứt, và bạn giằng co giữa cái thói quen suy nghĩ và muốn chấm dứt suy nghĩ, thì sự giằng co đó khiến cho cái thần kinh bị kích ứng và tạo nên cái cảm giác là mệt mỏi và nhức đầu, đôi khi có thể xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực. Thì điều này khá giống với các triệu chứng của bệnh trầm cảm khi bạn mất đi sự ổn định và cân bằng của tâm trí, thì thậm chí không còn cảm thấy phấn khích với các hoạt động khác. Thì lúc này bạn phải dứt khỏi cái dòng suy nghĩ này bằng cách chú tâm vào quan sát hiện tượng thở tự nhiên của thân mình, và quan sát hiện tượng thở tự nhiên thật chậm và thật kỹ hơn để cho những cái ý nghĩ khác sẽ không xen vào cái tiến trình thiền tập của bạn. Dấu hiệu thứ hai là bạn cảm thấy nặng đầu, buốt ở đỉnh đầu, có vòng xoáy trên đầu và cảm nhận ánh sáng đang đổ vào cơ thể của bạn. Có cảm giác là hơi ấm trên đỉnh đầu sẽ lan ra, và có hiện tượng kiến bò trên đỉnh đầu, tức là nó sẽ có một số cái triệu chứng trên đỉnh đầu như vậy. Thì đó là những cái tín hiệu khi mà năng lượng đổ vào cơ thể thông qua luân xa số 7, nên các bạn mới có những cái hiện tượng đó. Thì đây là điều bình thường, không nên lo lắng để ảnh hưởng đến quá trình thiền tập. Mà các bạn phải nhớ, khi thiền là các bạn chỉ nên chú tâm đến chóp mũi để quan sát hiện tượng thở tự nhiên của thân, hoặc chú tâm đến bụng để quan sát sự phồng xẹp của bụng là được. Còn những hiện tượng lạ này chỉ có trong lúc các bạn mới tiếp cận môn học, thì sau này hiện tượng lạ đó sẽ giảm dần và không còn nữa. Vì lúc đó khi chúng ta đã thiền tập một thời gian thì cơ thể chúng ta sẽ thanh trượt, và luân xa của chúng ta nó đã quen với cái trạng thái quay và dừng, thì các bạn sẽ không còn bị những cái tín hiệu năng lượng tác động nhiều giống như lúc ban đầu, thì các bạn sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn.
Rồi cảm nhận thứ ba là các bạn có những cái cảm nhận giống như có một cái luồng khí chạy ra ở các đầu ngón tay và các đầu ngón chân của mình trong quá trình thiền tập. Thì chúng ta thiền để nhận năng lượng vào cơ thể, để cân bằng cho cơ thể, nên trược khí, trược bệnh sẽ được năng lượng tác động và đẩy ra các đầu ngón tay và ngón chân của người tập. Thì việc đó nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn cân bằng nhanh hơn. Và bạn chỉ có hiện tượng đó cho từ 5 đến 15 phút đầu của mỗi buổi hành thiền. Sẽ có hiện tượng đó. Thì còn lại những phút sau thì các bạn sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng dễ chịu, các bạn sẽ cảm thấy lâng lâng nhẹ nhẹ và mấy đầu ngón tay nó sẽ tê rất nhẹ. Thì đó là lúc cơ thể bạn đã thanh trược và buổi thiền hôm đó là đạt hiệu quả. Thì do cơ thể đã cân bằng được và thanh trược nên nếu mà có những cái hiện tượng thải trược lúc ban đầu thì các bạn đừng lo lắng gì hết, bởi vì nó phải thải hết được những cái trược khí trong cái buổi thiền hôm đó thì cơ thể mình nó mới đến được cái trạng thái thanh trược, nên cái đó là cái bình thường, chúng ta không có gì phải lo cả. Và cái tín hiệu thứ tư là cơ thể đau nhức và vùng đang có bệnh trên cơ thể thì có cái hiện tượng là rần buốt và đau nhẹ. Nếu hiện tượng này thì nó có hai nguyên nhân để gây ra cái hiện tượng này. Thì đầu tiên là do bạn chọn sai cái tư thế hành thiền, thì cái phần này mình đã có nói ở đầu của cái video này. Thì nếu bạn đang có bệnh trên thân thì bạn phải nhớ chọn một cái tư thế dễ chịu thoải mái và đừng hành thiền mà mình ép sát quá thì dẫn đến cái hiện tượng là vùng bệnh bị chèn ép, gây ra đau đớn nhiều hơn cho cơ thể. Thì khi bạn không hiểu rõ về thể trạng của bản thân và không tìm hiểu kỹ về phương pháp thiền thì tư thế thiền cũng như tình trạng tâm lý thì dễ khiến chúng ta chọn sai kiểu hành thiền. Mình nói ví dụ như bạn có bệnh về đau dây thần kinh tọa, nhưng nếu mà bạn hành thiền mà bạn lại ngồi kiết già thì dẫn đến cái việc là dây thần kinh tọa sẽ bị chèn và nó sẽ gây đau nhiều hơn. Cho nên là chúng ta cái phải để ý về cái tư thế thiền của mình nha. Đó là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai, nếu như là bạn đã chọn một cái tư thế thiền thoải mái, không có chèn ép trên cái thân bệnh mà lại có hiện tượng rần buốt, nóng nặng, đau nhẹ ở cái vùng đang bị bệnh trên cơ thể thì đó là cái hiện tượng năng lượng tác động đến cái vùng bệnh trên cơ thể của mình để cân bằng cho người bệnh. Thì trong buổi tập, năng lượng sẽ tác động đến vùng bệnh từ 10 đến 20 phút tùy theo cái sự tập trung và định của cái người thiền. Thì sau khi đã cân bằng xong thì hiện tượng này sẽ giảm hoặc là hết hẳn, và đây là tín hiệu tốt cho người tập thiền dưỡng sinh. Vì khi hành thiền, năng lượng vào cơ thể sẽ tự chạy đến vùng bệnh và tác động để cân bằng cho bạn. Thì bạn cứ nghĩ xem, khi mà bạn ngồi, bạn chỉ thở đều và quan sát mình thở thôi, không có một cái tác động ngoại lực nào, hoặc là không có một cái tác động nội lực như là thuốc men chẳng hạn, nhưng vùng bệnh trên cơ thể bạn, bạn vẫn có cảm nhận năng lượng đang tác động vào bằng cách là bạn sẽ nghe cái cơ quan nội tạng đó nó rần, nó buốt, nó đau, thì đó là do năng lượng đang xử lý bệnh cho bạn. Và nhờ cái sự tác động này thì các bạn mới nhanh khỏe được, vì nó đang giúp cho các bạn cân bằng. Những cái vùng bị bệnh là những cái vùng đang mất cân bằng và năng lượng đang lặp lại trật tự cho chúng ta, cân bằng lại cho chúng ta. Thì nên nếu gặp những cái hiện tượng này thì các bạn hãy cảm thấy là may mắn và mừng vì cái thân bệnh của mình đang được năng lượng xử lý ha, và đây là cái điều bình thường, không có gì phải lo lắng hết. Và hiện tượng thứ năm là chúng ta sẽ có cảm giác là khi vào trạng thái tỉnh thức thì lại có cảm giác là cơ thể chúng ta nó đang bị quay lắc, hoặc là chúng ta ngáp và nước mắt thì bắt đầu chảy trong cái quá trình hành thiền. Thì cái hiện tượng này là nguyên nhân là do cơ thể của chúng ta có nhiều vùng bị tắc nghẽn và có nhiều trược âm khí, dẫn đến khi mà chúng ta hành thiền thì năng lượng sẽ tác động để cân bằng, làm cho cơ thể chúng ta sẽ bị rung lắc nhẹ. Và hiện tượng này thì sẽ hết khi mà cơ thể đã được cân bằng. Thì thời gian thì có thể các bạn sẽ mất vài tuần hành thiền
hoặc là vài ngày sau khi kết thúc khóa học này thì hiện tượng đó một số bạn cũng hết và không còn nữa. Thì nó nhanh hay chậm thì sẽ dựa vào cái công năng luyện tập của các bạn. Vì nếu các bạn chăm chỉ hành thiền đều đặn mỗi ngày thì hiện tượng đó nó sẽ nhanh hết hơn. Và hiện tượng số 6 là chúng ta bị rối loạn cảm xúc khi thiền trong môi trường không phù hợp. Thì thiền dưỡng sinh có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu ở giai đoạn đầu, nhưng những cái cảm xúc này sẽ dần lắng xuống và ổn định lại. Thì vừa thiền vừa nghe nhạc thì tốt cho cơ thể, nhưng nếu bạn nghe những loại nhạc không thích hợp như là nhạc quá buồn hoặc là nhạc sôi động thì nó sẽ quấy nhiễu tâm trí bạn, làm cho bạn không thể nào chú tâm và quan sát vào hơi thở, dẫn đến cái sự mất tập trung trong cái buổi hành thiền. Thì khi mà các bạn nghe nhạc thiền thì vẫn được, nhưng các bạn hãy nhớ là vẫn để tâm của mình chú tâm vào cái hiện tượng thở tự nhiên, tức là vẫn chú tâm vào cái đề mục chính mà không bị những cái tiếng nhạc bên ngoài quấy nhiễu. Thì mình khuyên nếu như bạn nào có cái thói quen là nghe nhạc khi hành thiền thì nên chọn những cái thể loại nhạc im dịu và nó phù hợp với cái buổi thiền của mình. Nó sẽ làm cho cái buổi thiền của các bạn đạt hiệu quả hơn. Khi thiền bạn cũng cần chọn một không gian yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt, để cho tâm của mình dễ dàng định hơn, không bị quấy rầy bởi môi trường bên ngoài. Thì môi trường thiền có nhiều tiếng ồn và quá trình thiền bị gián đoạn bởi những âm thanh nói chuyện từ bên ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe và tinh thần cho các bạn. Thì điều này sẽ khiến nhiễu loạn cảm xúc của bạn, từ đó kích hoạt lại cái cảm xúc giận dữ, sợ hãi. Thì một số bạn bị ảnh hưởng có thể không kiểm soát được sự trỗi dậy của cảm xúc tiêu cực, thì nó sẽ làm cho bạn đau đầu và lo lắng quá mức. Thì bạn cần chuẩn bị tâm để hành thiền, tức là nếu có những cái việc cần hoàn thành liền và ngay thì bạn nên làm xong cái việc đó rồi hãy hành thiền. Thì để khi mà bạn vào trạng thái thiền thì tâm trạng của bạn nó sẽ thoải mái và bạn không có lo lắng cho cái công việc mà chưa làm xong của mình. Thì khi thiền cần nhất biết hiện tại và không để những cái quá khứ hay là tương lai tác động làm cho bạn bị phân tâm và không vào được trạng thái tỉnh thức, thì bạn sẽ không nhận được năng lượng. Nên khi có những cái vọng tưởng trong tâm ý, bạn chỉ cần hay biết rồi sau đó quay về hiện tại và tiếp tục chú tâm vào quan sát hơi thở tự nhiên của thân là được. Thì nếu lúc thiền mà bạn cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc thì bạn cũng đừng nghe theo sự xúi dục của tâm lười biếng của mình. Bạn chỉ cần biết nhưng không phán xét và vẫn chuyên chú hành thiền cho hết buổi tập là được. Thì lâu dần việc hành thiền sẽ trở thành một cái thói quen không thể thiếu trong ngày của bạn. Thì nhờ vậy bạn sẽ hành thiền đều đặn và thiền sẽ thay đổi con người bạn từ thể chất đến tinh thần. Thì dấu hiệu số 7 là những cái hiện tượng lạ khi hành thiền liên quan đến tâm thức. Thì theo như lời kể của rất là nhiều học viên kể lại thì khi mà họ hành thiền, họ đã thấy được những hình ảnh của tiên, Phật. Và một số người lại thấy cảnh tượng lúc nhỏ của chính mình, một số khác thì lại thấy các sự việc như là tai nạn, hung kiếp có liên quan đến bản thân họ. Thì do đó nhiều người cho rằng nếu tập thiền thì có thể nhìn thấy các hiện tượng lạ. Thậm chí việc này đã trở thành mục đích chính của việc thiền tập của không ít người. Thì việc chúng ta hành thiền là để giữ tâm mình đứng yên và quan sát những cái hiện tượng của thân khẩu ý và ghi nhận, nhưng không phán xét, không so sánh trong quá trình thiền tập, chứ không phải thiền để làm thần thánh, tiên Phật hay là làm thầy bói. Cho nên là trong lúc thiền các bạn đừng có mê đắm vào những cái hình ảnh Phật Chúa ánh sáng và cũng không mong cầu luân xa quay mạnh và năng lượng vào nhiều. Thì nếu các bạn mong cầu để được như vậy thì các bạn sẽ mắc vào cái tâm tham và nó sẽ sinh ra ô trược, làm cho luân xa các bạn ngày càng bị hẹp lại và đồng thời cũng bị các thế lực khác dẫn dắt các bạn đi sai đường. Thì mục đích của thiền là để làm chủ thân khẩu ý của bản thân mình. Thì khi nhập thiền chính là lúc tâm ta an trú vào chánh niệm,
của cái sự hay biết. Lúc này cũng là thời điểm mà các ảo ảnh sẽ liên tục xâm nhập vào tâm trí các bạn. Thì do đó các hình ảnh như thần, Phật, phép lạ cũng chỉ là ảo ảnh. Và tương tự các hình ảnh về tai nạn, hưởng lạc cũng không phát sinh từ quá trình thiền tập. Vào đó thì bạn nên hiểu rằng các sự việc xảy ra trong tương lai thì sẽ được quyết định bởi nghiệp lực của bạn. Và suy cho cùng thì việc bạn cần làm chính là chú tâm vào đề mục chính, quan sát hiện tượng thở tự nhiên của bản thân hoặc là quan sát sự phồng xẹp của bụng là được. Thì khi mà các bạn quan sát, bạn chú tâm vào cái đề mục chính của mình mà chậm rãi và kỹ càng thì các vọng niệm trong tâm nó sẽ dần biến mất và nó đưa bạn tiến tới trạng thái tĩnh lặng và tỉnh thức. Thì khi tâm đã tĩnh lặng thì tự năng lượng sẽ đổ vào người bạn qua hệ thống luân xa đã được khai thông và giúp cho bạn được cân bằng, nhờ đó mà cơ thể của bạn sẽ được khỏe mạnh. Hành thiền là chúng ta đưa tâm trở về tĩnh lặng và từ đó làm quen dần với cái tính không của vạn vật. Thì hiểu được lẽ vô thường của sự đời thì tuyệt đối không phải là cầu thần thông mà hành thân. Chỉ có như vậy thì cái con đường tiến tới cảnh giới giác ngộ giải thoát, thoát khỏi cái luân hồi thì mới gần đến với nhân loại của chúng ta. Thì đó là cái chia sẻ hôm nay của mình về những cái hiện tượng lạ trong quá trình thực hành thiền dưỡng sinh cũng như là thiền trường sinh học. Thì nếu như những cái bạn nào mà cảm thấy là mình có một trong những cái dấu hiệu này thì các bạn hãy nghe và hãy nhớ và cứ bình tĩnh và thực hành thiền mỗi ngày. Nếu có những cái hiện tượng nào lạ khác hơn thì các bạn có thể nhắn tin cho mình hoặc là điện thoại cho mình hoặc là comment bên dưới cái video này để mình có thể tiếp tục làm ra những cái sản phẩm khác phục vụ cho các bạn tốt hơn.